Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lập các khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp ráo riết tìm kiếm nhân công thời vụ để chuẩn bị cho mùa sản xuất kinh doanh cuối năm. Trung Quốc lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 50 triệu người trước Tết Nguyên đán. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý chủ trương thí điểm mô hình xe đạp công cộng mobile tại một số khu vực ở trung tâm thành phố trong thời gian 12 tháng. Và đây là thông tin vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố đưa ra vào chiều qua. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa lĩnh vực vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố và hạn chế phương tiện cá nhân. 43 vị trí được đề xuất chủ yếu là những tuyến đường đông dân, thu hút khách du lịch như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Minh Khai, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt. Mỗi trạm có từ 10 đến 12 xe đạp, mỗi xe đạp đều được gắn khóa thông minh và có chức năng định vị GPS. Người dân sẽ tải miễn phí và cài ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh để sử dụng dịch vụ này. Giá vé dự kiến là 5.000 đồng cho 30 phút, được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc nộp tiền trực tiếp. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phòng chống dịch COVID-19. Sau khách sạn gồm Đông Đô, Hoa Đệ Nhất, Hương Hương, Park Royal ở quận Tân Bình, New Milano ở quận 7 và Eden Grand Sài Gòn ở quận Phú Nhuận sẽ trở thành khu cách ly y tế tập trung cho người được cách ly tự nguyện chi trả và cho thành viên tổ bay. Thành phố cũng yêu cầu phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại các khách sạn thông qua camera hoặc là giám sát trực tiếp, không cho phép người không có phận sự vào khách sạn và không cho phép người được cách ly ra khỏi phân khu cách ly, phối hợp cơ quan y tế theo dõi sức khỏe người được cách ly và xử lý khi có trường hợp bệnh xác định. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhóm sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển thiết bị giúp đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Nhưng nay khi mà dịch bệnh đang được kiểm soát tốt thì các bạn trẻ này lại tìm cách phát triển thêm những tính năng mới cho sản phẩm này. Các phiên bản mới có thể đo nhịp tim, chiều cao, huyết áp hay thậm chí là chấm công. Đây là thiết bị đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động ban đầu. Qua 4 lần cải tiến, thiết bị đã nâng cấp lên khá nhiều. Sử dụng năng lượng mặt trời, nhỏ gọn hơn, có màn hình cảm ứng có thể thiết lập thông số và cuối cùng là giám sát thu thập thông tin thông qua điện thoại thông minh. Em muốn đóng góp một phần gì đó trong công tác phòng chống dịch của đất nước thì tụi em mới phát triển ra một sản phẩm là máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Cái máy của mình dựa trên nó có hai cái tính năng cơ bản: đo thân nhiệt khoảng cách xa khoảng từ 30 cho tới 50 cm và là rửa tay tự động. Một số các cái phiên bản khác thì nó có một số các tính năng nâng cao là đo nhiệt độ môi trường, điều khiển những cái hệ thống khác, kéo máy che tự động hoặc là tưới cỏ dựa theo nhiệt độ độ ẩm của môi trường, có thể tích hợp theo tính năng đo chiều cao, đo cân nặng, đo nhịp tim. Các sản phẩm này được kỳ vọng giảm thời gian đo thân nhiệt và rửa tay, tránh ùn tắc ở các cửa ra vào. Hiện sản phẩm được bán ngoài thị trường với giá dao động từ 7 đến 14 triệu đồng, tùy tính năng. Năm nay, hàng hóa cung ứng cho mùa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng khoảng 15%, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Mặc dù các doanh nghiệp đã ráo riết tìm kiếm nhân công thời vụ ngay từ vài tháng trước, nhưng vẫn không dễ tìm được nhân lực phù hợp. Doanh nghiệp này phải tăng cường gấp rưỡi nhân lực với 3 ca làm việc liên tục để sản xuất 7.500 tấn thực phẩm phục vụ mùa Tết Tân Sửu. Chúng tôi rất khó khăn trong vấn đề tuyển lao động, bởi vì lao động này là lao động thời vụ phục vụ cho cái cao điểm ngắn hạn của Tết, do đó tuyển người lao động rất là khó. Đặc biệt cái đặc thù ở Ví Xăng là phải có lao động tay nghề. Nhu cầu nhân lực thời vụ của ngành thực phẩm năm nay tăng từ 30 đến 50% so với bình thường. Tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm đã khó, một lượng lớn lao động còn về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên thị trường nhân lực càng bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng mạnh dạn triển khai thêm đăng tuyển trên các cái kênh online. Nên về lực lượng lao động mà để chuẩn bị cái hàng phục vụ nhân cái dịp Tết đó, thì chúng tôi đã tương đối đầy đủ. Chúng tôi vẫn tăng cường bổ sung do cái lượng sản xuất vào cái dịp Tết nó cũng có tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp đang nỗ lực rất lớn để vừa sản xuất tốt, vừa phòng dịch hiệu quả, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm từ lao động thời vụ. Ngày 18 tháng 12, Đội Kiểm Lâm Cơ Động và Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Dương đã bắt được một cá thể khỉ quý hiếm ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Cá thể này thuộc đàn khỉ có 3 con, thường xuyên tấn công người dân để lấy đồ ăn. Qua xác minh ban đầu, cá thể khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctodes
nặng 4 kg là giống đực. Đây là loại động vật rừng thuộc nhóm 2B, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Hiện cá thể khỉ này đã được đưa về Chi cục Kiểm lâm Bình Dương để chăm sóc nuôi dưỡng. Các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành các giải pháp để di chuyển đàn khỉ này ra khỏi khu vực dân cư, gửi đến khu vực bảo tồn động vật hoang dã. Thưa quý vị, bạo lực học đường một vấn nạn không mới nhưng dai dẳng, thậm chí mức độ ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ học sinh đánh nhau mà cả một nhóm đánh một học sinh, thậm chí là phụ huynh đánh học sinh ngay trong trường học. Những vụ việc này một lần nữa cho thấy nhận thức về pháp luật và kỹ năng ứng xử của một bộ phận học sinh hiện nay vẫn còn hạn chế. Dao nhọn và dây xích đã được nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức C, Hà Nội sử dụng để đánh nhau, khiến 3 học sinh nhập viện. Còn tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Hậu, Nam Định, một nữ sinh cũng bị 2 bạn học đánh đập, nhục mạ trước sự chứng kiến của cả lớp. Mình bị bạo lực học đường như thế thì khiến mình rất là áp lực, rồi thì sẽ khiến mình không nói chuyện với bạn bè, không hòa nhập được. Nói chung là nó có rất nhiều vấn đề. Các vụ bạo lực học đường ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các em, nhưng đáng nói hơn chính là sự thờ ơ trước vấn đề này của một số phụ huynh, nhà trường và các em học sinh. Tâm sinh lý của đứa trẻ chúng ta phải nắm được, tính cách của đứa trẻ, hoàn cảnh của nó, cá tính của nó chúng ta phải nắm được. Nó đang diễn biến thế nào để chúng ta giúp đỡ nó một cách kịp thời, ngăn chặn mới được, chứ còn bây giờ chúng ta thường là chỉ để xảy ra chuyện rồi mới đi xử lý. Nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn các em kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân, cộng thêm sự quan tâm và giáo dục từ gia đình. Sự phối hợp này chính là chìa khóa quan trọng giúp giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường. Trong phần an ninh trật tự, xe máy lấn làng đâm vào xe máy khác khiến 3 người thương vong. Công an Đắk Lắk tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Đêm qua tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 chiếc xe máy. Hậu quả tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, nguy kịch. Khoảng 21 giờ, hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 67N3-1711, lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa hướng từ thành phố Thuận An đi quốc lộ 13. Khi xe lưu thông đến đoạn ngã ba giao nhau với đường Bình Hòa 8, thì xe máy mang biển kiểm soát 18B1-93727 lưu thông chiều ngược lại, lấn làn lao tới khiến hai xe máy đối đầu nhau. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 nạn nhân ngã văng xuống đường, người em cầm lái tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Cả hai xe máy nát bét, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Liên quan đến vụ tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên, hôm qua tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án quân sự quân khu 5 đã tuyên phạt đối tượng này 6 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Sự tiếp tục chấp hành án tù chung thân. Đối tượng từng có các tiền án giết người, cướp tài sản, đào ngũ, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, đây là lần thứ 3 Sự trốn khỏi trại giam. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, những lúc được cho phụ bếp, đối tượng đã vượt hàng rào bảo vệ, bám theo ống thoát nước, trốn khỏi trại giam. Tiếp đó, Sự vào nhà dân lấy trộm quần áo, điện thoại di động và xe máy. Khi chạy đến đèo Hải Vân thì gặp cảnh sát giao thông, Sự vứt xe chạy vào rừng rồi trốn vào thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đến đêm 18 tháng 6, Sự bị bắt khi đang chơi game online ở một tiệm Internet. Ngày 18 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết vừa khởi tố 32 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn trước đó, Phạm Lê Minh, 18 tuổi và Trần Công Minh Phụng, 17 tuổi đã lôi kéo đồng bọn, mang theo hung khí nóng hỗn chiến tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Hậu quả vụ hỗn chiến là một số thanh niên bị thương. Hôm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hai đối tượng bị bắt là Hờ Bê Bia, 29 tuổi và Trần Thị Tố Tê, 21 tuổi, cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, vào khuya 16 tháng 12, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất khu du lịch Hồ Lắk ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Theo điều tra, cùng ngày, Hờ Bê Bia có môi giới cho 3 người đàn ông mua dâm với giá 6 triệu đồng một người một đêm tại địa điểm trên. Được biết, đường dây này hoạt động thông qua Zalo hoặc Facebook, điều hành các cô gái đi tour với khách đến nhiều tỉnh thành. Thường một tour 2 ngày, khách trả cho mỗi cô gái từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngày 18 tháng 12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trí Kha, 32 tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra cuối năm 2019, Nguyễn Trí Kha thuê căn nhà của ông Nguyễn Đình Kiểm ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa với thời hạn thuê 2 năm. Đến tháng 2 năm nay, Kha hỏi mua căn nhà này, để ông Kiểm giao bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Kha xem thông tin. Sau đó Kha không mua nhà mà lại lấy giấy tờ photo trên rao bán nhà cho anh Nguyễn Thanh Phong, 34 tuổi, nói là đất đang là số chung. Anh Phong đồng ý mua và đưa trước cho Kha 410 triệu đồng. Chủ nhà phát hiện sự việc nên đã báo công an bắt giữ Kha. Kha khai nhận do nợ nần đã tìm cách lừa bán căn nhà mình đang thuê để kiếm tiền trả nợ. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử và quả bóng cười. Số sản phẩm độc hại này được bán tràn lan trên mạng, người mua phần lớn là giới trẻ. Kiểm tra cơ sở kinh doanh online không giấy phép tại phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 4.670 điếu thuốc lá điện tử các loại, hơn 10.000 quả bóng cao su và nhiều bình khí N2O. Toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bước đầu, đại diện cơ sở khai nhận bán số hàng trên qua mạng xã hội, chủ yếu cho giới trẻ. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng để mở rộng điều tra. Thưa quý vị, Trung Quốc đang lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 50 triệu người thuộc nhóm ưu tiên trước khi bước vào đợt di chuyển khổng lồ dịp Tết Nguyên Đán. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần này, dự kiến sẽ có hàng trăm triệu người Trung Quốc đi lại giữa các địa phương, tạo ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch phân phối 100 triệu liều vaccine do hai hãng dược phẩm của nước này là Sinopharm và Sinovac Biotech sản xuất. Nhóm người được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này là nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên hải quan, vận chuyển hàng hóa, binh sĩ bảo vệ biên giới, nhân viên nhà dưỡng lão và những người cần ra nước ngoài để làm việc và học tập. Theo kế hoạch, mũi vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho các nhóm đối tượng trước ngày 15 tháng 1 và mũi thứ hai sẽ được hoàn thành trước ngày 5 tháng 2. Hiện Trung Quốc đã cấp phép khẩn cấp cho 4 loại vaccine, bao gồm 2 loại của Sinopharm, 1 loại của Sinovac Biotech và 1 loại của CanSino Biologics, chỉ dành cho mục đích quân sự. Đại dịch COVID-19 và bầu cử Mỹ đã thể hiện được sức ảnh hưởng của mình đối với thế giới trong năm 2020. Hai từ khóa coronavirus và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lần lượt chiếm lĩnh hai vị trí đầu trong danh sách từ khóa tìm kiếm phổ biến toàn cầu năm 2020 mới được Google công bố. Các từ khóa liên quan tới hai chủ đề này như cập nhật coronavirus, triệu chứng coronavirus và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đều nằm trong nhóm 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm nay. Ngoài hai sự kiện trên, sự kiện huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant qua đời do tai nạn máy bay, ứng dụng hội nghị trực tuyến Zoom hay lớp học điện tử đa tiện ích Google Classroom cũng là những chủ đề được tìm kiếm phổ biến trong năm. Sự nổi lên của các ứng dụng làm việc từ xa đã phần nào phản ánh những thay đổi trong thói quen sinh hoạt của cả thế giới trong thời kỳ dịch bệnh. Mới đây, kỹ thuật kiến trúc thủ công truyền thống của Nhật Bản đã chính thức được Tổ chức Văn hóa và Khoa học thuộc Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Kỹ thuật này bao gồm 17 hạng mục thủ công truyền thống lâu đời, gồm kỹ thuật chế tác gỗ, kỹ thuật xây, lợp ngói, lợp cỏ, kỹ thuật chiếu tatami, các kỹ thuật trang trí, phối màu nội ngoại thất truyền thống. Điểm đặc trưng của các kỹ thuật này là đều sử dụng những nguyên liệu tự nhiên, nhưng lại có khả năng chống chịu tốt trước thiên tai như bão gió, động đất. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 22 của Nhật Bản, được UNESCO vinh danh. Vườn thực vật núi Toma là địa điểm du lịch yêu thích trong những ngày hè ở Australia. Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng các loài cây độc đáo, mà còn tận hưởng khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Vườn thực vật núi Toma nằm cách trung tâm thành phố Sydney khoảng 100 km, thuộc quần thể Công viên Quốc gia núi Blue Mountains. Đây là vườn thực vật cao nhất ở Australia, chuyên về các loài cây vùng khí hậu lạnh. Không giống như mọi năm do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chúng tôi có ít khách tham quan hơn. Nhưng chúng tôi đã tận dụng thời gian này để chăm sóc khu vườn đẹp hơn mọi năm. Khoảng 280 hectare vườn thực vật núi Toma là nhà của 900 loài thực vật bản địa, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng của vùng Nam Bán Cầu. Du khách có thể ngắm nhìn cây ăn thịt như cây bẫy ruồi, cây hoa đèn lồng phát sáng và nhiều loại cây quý hiếm khác mọc ở khí hậu mát lạnh của vùng núi cao. Trong vườn còn có nhiều bộ sưu tập các loại thực vật đặc trưng của châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dày đã vô tình tạo ra một khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp tại nhiều điểm du lịch khắp Trung Quốc. Hoạt động du lịch tại nhiều nơi đã được nối lại, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cho người dân nước này.
Sau khi tuyết rơi dày tại vùng núi Hoa Dinh thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc, màu trắng bạc phủ lên những cánh rừng cây lá kim. Khung cảnh trông rất đẹp. Hôm nay chúng tôi rất háo hức và sảng khoái khi được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thi vị này. Trong khi đó, nhiệt độ giảm mạnh biến một thác nước thành những cột băng lấp lánh tại một danh thắng ở thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc. Những tảng băng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, nước suối chảy róc rách dọc theo thung lũng, mang lại sức sống mới cho vùng đất này. Các tác phẩm điêu khắc khổng lồ được đặt ngoài trời tuyết, trông hoành tráng hơn diện mạo cách đây vài tháng. Hình ảnh một đứa trẻ đang ngủ úp mặt xuống đất hay chân dung của một vị hoàng đế Trung Hoa cổ đại đầy uy nghiêm là những điểm nhấn khó quên đối với du khách. Cũng tại Trung Quốc, đua chim bồ câu là bộ môn thể thao đã có truyền thống lâu đời tại nước này. Và thời gian gần đây, khi mà càng có nhiều người yêu thích bộ môn này, thì những chú chim bồ câu huấn luyện tốt được định giá rất cao. Hơn 8.000 con bồ câu được thả lên bầu trời, tham gia cuộc đua từ tỉnh Hồ Bắc đến Thượng Hải, với khoảng cách 1.000 km. Kết quả, chú chim Little Ancestor là người chiến thắng khi đến Thượng Hải trong thời gian kỷ lục 16 giờ 24 phút và 54 giây. Hiện nay, một số chuyên gia huấn luyện bồ câu Trung Quốc cũng sẵn sàng đặt giá cao cho những chú chim xuất xưởng từ lò huấn luyện của mình tại các cuộc đấu giá. Trong một cuộc đấu giá chim bồ câu ở Bỉ vào tháng trước, chú chim bồ câu có tên New Kim đã được bán với giá 1.900.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, những chú cún cưng ở Peru cũng được hòa nhịp chào đón Giáng sinh năm nay. Chủ của chúng đã trang bị cho những người bạn bốn chân của mình bộ đồ hóa trang chủ đề Noel vui nhộn. Cùng với những chiếc nón đỏ, áo quần đỏ và chiếc chuông len keng, những bạn cún cưng tự tin trình diễn trên thảm đỏ. Sự kiện này không chỉ là nơi để những người bạn bốn chân được gặp gỡ, hai chủ của chúng được giao lưu với nhau, mà còn truyền đi một thông điệp cho Giáng sinh năm nay, đó là phản đối việc sử dụng pháo hoa. Do tính giác của chó rất nhạy, tiếng nổ của pháo hoa có thể khiến cho chúng sợ hãi lo lắng. Bộ môn võ thái cực quyền của Trung Quốc mới đây đã được chính thức được Tổ chức Văn hóa và Khoa học thuộc Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thái cực quyền là một môn võ thuật cổ truyền ra đời vào giữa thế kỷ 17 tại ngôi làng nhỏ Trần Gia Câu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Làng này hiện có hàng chục trường dạy thái cực quyền, còn trên toàn thế giới hiện có hơn 800 bậc thầy cùng hàng trăm triệu người học môn võ này. Thái cực quyền hiện cũng đã có mặt ở hơn 150 quốc gia và khu vực. Cũng tại Trung Quốc thì một cậu bé với bí danh là bánh gạo nhỏ đang rất được yêu thích vì tài chơi bóng bàn. Bắt đầu chơi bóng từ khi 1 tuổi rưỡi, đến nay dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng tài năng đặc biệt của cậu khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong một ngôi nhà nhỏ tại thành đô Trung Quốc, bà nội của bánh gạo nhỏ Chang Yunbo không chỉ chăm cậu bé ăn ngủ, mà bà còn kiêm luôn cả vị trí huấn luyện viên cho tài năng nhí này. Thằng bé đã tập đánh bóng được gần 2 năm, đặc biệt là trong giai đoạn mọi người phải ở nhà vì dịch Covid. Mỗi ngày, nó tập khoảng 1 giờ đồng hồ. Bà của bánh gạo nhỏ nói rằng, khi bé đủ lớn, mọi người sẽ ủng hộ sự lựa chọn của bé, dù bóng bàn có là sự nghiệp mà bé theo đuổi hay không. Chưa biết tương lai sau này như thế nào, nhưng hiện tại, bánh gạo nhỏ đang là một hiện tượng trên mạng xã hội TikTok với hàng ngàn người đang theo dõi. Thông tin cập nhật, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đã được phê duyệt và sẽ được triển khai tiêm ngay lập tức, trong khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chưa tuyên bố. Vaccine của Moderna là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được Mỹ phê chuẩn sau vaccine do hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech của Đức hợp tác phát triển. Hôm 15 tháng 12, FDA cho biết phác đồ hai mũi tiêm vaccine của Moderna đã được xác nhận hiệu quả tới 94% trong một thử nghiệm lâm sàng và đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nặng. Ngoài Mỹ, Ủy ban châu Âu hiện cũng đã đặt mua 160 triệu liều vaccine của Moderna. Dự kiến lô vaccine đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước châu Âu vào đầu năm 2021 sau khi được cấp phép lưu hành. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ sáng nay ngày 19 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển phía tây miền nam Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, yêu cầu chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão, tổ chức trực ban 24/24 giờ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.